tại sân B, nội dung Qatar đồng đội Nam trận thi đấu giữa đội Ninh Bình và Đồng Tháp Piken Ninh Bình và Vũng Trong. Như vậy trận thi đấu đầu tiên thành phố Hà Nội AK Ninh Bình AO mời hai đội tập trung ra sàn thi đấu. Với tỷ số 3-0 từ công an Thắng Quận.